nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Một thanh niên công giáo được ca ngợi là người hùng xây dựng nhà thờ. Một thanh niên công giáo đã được vinh danh với giải thưởng danh giá vì sáng kiến đầy cảm hứng trong việc xây dựng hơn 150 nhà thờ ở các vùng sâu vùng xa của đất nước qua việc gây quỹ cộng đồng. Albertus Gregory Tan, 31 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Jakarta, là một trong số 7 người nhận giải thưởng anh hùng Kick Andy 2022 được công bố hôm 27 tháng 3. Andy Noya, người dẫn chương trình Kick Andy Show nổi tiếng, ca ngợi những người được giải thưởng là những anh hùng làm việc quên mình và không ồn ào, và là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả mọi người. Anh Tan bắt đầu thực hiện sáng kiến vào năm 2011 dưới sự bảo trợ của phong trào chăm sóc giáo hội công giáo, hiện là quỹ Vineyard Day. Với việc quyên góp thông qua phương tiện truyền thông xã hội, quỹ Vineyard Day đã xây dựng 163 nhà thờ cho người công giáo nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Trong những năm qua, quỹ cũng đã mở rộng phạm vi hỗ trợ bằng cách cung cấp học bổng cho khoảng 40 trẻ em thuộc các gia đình nghèo. Anh Tan cho biết anh sẽ trao số tiền thưởng 50 triệu rupia, tương đương 3.480 đô la Mỹ cho quỹ. Anh nói, sẽ tốt hơn nếu trao số tiền này đến tất cả những người đã giúp thực hiện ước mơ của tôi cho giáo hội công giáo Indonesia. Anh bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã quảng đại đóng góp trong những năm qua để rất nhiều người công giáo có nơi xứng đáng để thờ phượng và các học sinh có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình và tìm cách đạt được ước mơ đó. Anh ta nói rằng 11 năm kể từ khi sáng kiến bắt đầu là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với anh khi anh tiếp tục học cách yêu thương, cống hiến hết mình và luôn làm những gì tốt nhất cho giáo hội và các tín hữu. Anh và 42 tình nguyện viên của quỹ tiếp tục nhận được yêu cầu giúp đỡ của người công giáo. Tuy nhiên, những điều này cần được đưa ra dưới dạng đề xuất thông qua các đấng bản quyền giáo hội địa phương như linh mục quản sứ hoặc giám mục. Sau khi xem xét các đề xuất, quỹ sẽ xác định số tiền được phân bổ cho các dự án cụ thể, anh cho biết và nói thêm rằng các thành viên của quỹ hy vọng người công giáo địa phương sẽ tham gia nhiều nhất có thể. Ngoài Tan, những người khác được nhận giải danh dự bao gồm Maria Luisa Rumatere, bác sĩ làm việc tại các vùng hẻo lánh của Papua, Radhi Artono Koesto, giáo sư tại Đại học Indonesia, giúp đỡ trẻ sinh non từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và Ratnawati Sutero, đã điều hành phong trào từ năm 2001 nhằm trao quyền cho người khuyết tật và những người mắc hội chứng Down. Nguồn tin Vatican News. Kính thưa cộng đoàn, nếu cộng đoàn muốn chia sẻ những cảm nghiệm, tâm tình và hồng ân Chúa đặc biệt trong đời sống, thì có thể gửi bài viết về địa chỉ email dinhthaptu@gmail.com. Chúng con sẽ dựng video phục vụ cộng đoàn hoàn toàn miễn phí. Mến chúc quý cộng đoàn luôn bình an trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.